Xuyên suốt hành trình tham dự Miss Universe 2020, Khánh Vân đã chứng tỏ được sự nghiêm túc và cố gắng hết mình. Từ việc mang sang đất nước cờ hoa hơn 200 bộ đồ, liên tục làm mới hình ảnh của mình trong một tuần chinh chiến, Khánh Vân đã thực sự chiếm được cảm tình của khán giả. Xem trực tiếp và cập nhật các diễn biến đêm chung kết Miss Universe 2020 tại đây. Sau phần thi trang phục dân tộc gây vỡ hòa với kén em, Phần thi bán kết đầy ấn tượng với cú xoay lốc xoáy thì tại Chung kết hôm nay Khánh Vân đã chính thức lọt vào Top 21 Miss Universe 2020. Tiếp tục trình chiến tiến sâu hơn tại hành trình sắc đẹp này. Chúc mừng Khánh Vân lọt Top 21 Miss Universe 2020. Danh sách những thí sinh lọt Top 21 Miss Universe 2020: 1. Miss Universe Colombia. 2. Miss Universe Peru. 3. Miss Universe Úc. 4. Miss Universe Pháp. 5. Miss Universe Myanmar. 6. Miss Universe Jamaica. 7. Miss Universe Mexico. 8. Miss Universe Dominican. 9. Miss Universe Mỹ. 10. Miss Universe Indonesia. 11. Miss Universe Argentina. 12. Miss Universe Ấn Độ. 13. Miss Universe Curaçao. <laughs> 14 Miss Universe Brazil. 15 Miss Universe Puerto Rico. 16 Miss Universe Great Britain. 17 Miss Universe Philippines. 18 Miss Universe Nicaragua. 19 Miss Universe Thái Lan. 20 Miss Universe Costa Rica. 21 Miss Universe Việt Nam. Hiện tại chung kết Miss Universe 2020 vẫn đang diễn ra chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tại đây